Chiều tối ngày 11 tháng 5, tuyển thủ Nguyễn Quang Hải đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Cần Thơ. Trong những ngày tới, anh sẽ tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ nhằm rèn luyện và nâng cao thể lực trước khi chính thức gia nhập đội bóng mới vào mùa hè này. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ đất Tây Đô. Trong thời gian tập luyện cùng câu lạc bộ Cần Thơ, Quang Hải sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện và đóng góp cho công tác xã hội của thành phố. Với sự phối hợp tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Tây Đô Group. Theo kế hoạch, lúc 14 giờ ngày 14 tháng 5, Quang Hải sẽ giao lưu với sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố tại Hội trường lớn Đại học Cần Thơ. Cùng ngày, vào lúc 16 giờ tại sân vận động Cần Thơ, cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội sẽ tham gia trận bóng đá giao hữu từ thiện giữa đội cựu cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ Cần Thơ và đội True Nam Star United của các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trận giao hữu này sẽ được trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tối cùng ngày, tại khách sạn Mường Thanh sẽ diễn ra gala giao lưu và đấu giá chiếc áo mà Quang Hải mặc thi đấu trong trận giao hữu trên. Toàn bộ số tiền sẽ được ban tổ chức ủng hộ cho chương trình chung tay cùng bạn đến trường, tài trợ cho 85 trẻ mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19.